Hi xin chào các bạn, mình là Nguyễn Lập 2811 đây. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Mình chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ. Và hãy rửa tay thường xuyên và đeo khẩu trang để chung tay chống dịch Covid-19 nhé. Cái hôm nay mình sẽ review về mô hình Wonder Woman Black Sky Wonder Woman trong phiên bản Batman vs Superman Dawn of Justice. Em này là action figure nên có thể cử động, tạo dáng, hành động, chuyển động. Mình cũng có xem video của chú Sơn Ngô Viết Girl là em này được Play As Sky làm ra tận 3 phiên bản lận. Thứ nhất là em Wonder Woman trong phiên bản Variant. Còn thứ hai là đây. Đây là em Wonder Woman trong phim Batman vs Superman Dawn of Justice. Còn thứ ba là em Wonder Woman năm 1984 nha. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành quay hộp của em nó nhé. Vừa bắt đầu các bạn có thể thấy hình ảnh của em nó ở đây. Tia lửa văng tứ tung luôn, giống như là em này đang ở chiến trường vậy. Đằng sau là có đá bụi này nọ, giống như là tan nát văng tứ tung luôn. Còn ở phần dưới là có logo phim Batman vs Superman Dawn of Justice Play As Sky Action Figure. Ở dưới là có cái chữ No 1 á. Vì trong dòng series này á là có tận 4 mô hình lận. Mình đã mua mô hình thứ nhất á, là Batman, thứ tư á, là em Wonder Woman đây, còn thứ hai, thứ ba á, là Superman với lại Batman mặc giáp vào. Ở trên đó là chúng ta có dòng cảnh báo về độ tuổi. Cái mô hình này dành cho độ tuổi 15 tuổi trở lên. Còn ở trên cũng vậy nha. Mà cái nó chỉ là cái tiếng khác thôi. Còn hai bên á là cũng y chang luôn, là cũng có logo phim Batman với Superman. Ok. Còn ở trên á là cũng là logo luôn. Còn là sơ vân á là chúng ta có ảnh em nó khi tạo dáng này nọ. Nó bị dính, mình không có gỡ được tại cái này nó dính chặt quá, mình không có gỡ được. Đây ảnh em nó. Còn dưới là những dòng cảnh báo này, bản quyền. Bây giờ mình sẽ mở hộp em nói nha. So yeah, vì đây là mình mua hàng cũ nên cái phụ kiện mình chỉ có như đây thôi. Nhưng thời gian rảnh á, mình đã làm lại được những cái kiếm, dây thần, thật ra là lasso of truth, hiệu ứng tia đạn đây. Ok, bây giờ mình sẽ quay phụ kiện của em nó nhé. Đầu tiên là mình sẽ quay bàn tay của nó trước. Đây là hai bàn tay nắm đấm, được bọc một cái tấm vải màu nâu nhạt nha. Đây, đằng trước của nó, đằng sau của nó nè. Còn cái bàn tay thứ hai á là bàn tay thả lỏng bình thường nha. Còn bàn tay thứ ba là bàn tay cầm kiếm. Bàn tay thứ tư là bàn tay cầm khi nhưng mà mình mua cũ, nó bị mất sẵn rồi. Thứ hai là đây. Cái này mình tự làm nha. Cái này là tia đen bắn. Có gì cuối clip mình sẽ gắn vào cho các bạn xem nha, mình post hình đó cho các bạn xem. Đây, cái này mình được làm bằng cái lon nước nha. Cái thứ tư á là cái dây thần lasso of truth, mình cũng tự làm luôn. Cái này nó mất sẵn khi mình mua về rồi. Đây, cái này là cái này, mình tự làm luôn. Đặc biệt của nó là cái này nè,
Đó, mình có thể kéo giãn ra xong mình có thể cột Batman hay là Clown Striker cái gì cũng được. Ok, phụ kiện thứ năm của nó là đây. Thì kiếm mình làm tận 7 tiếng đồng hồ nha. À, có cái ký hiệu cái logo Wonder Woman luôn này. Tay cầm mình làm bằng chì nha. Phụ kiện thứ sáu của em nó là đây, là cái khiên. Ở đằng trước cái khiên á, là chúng ta có thể thấy một em chi trên địa bàn. Ở xung quanh nó là màu vàng metallic. Đây, những cái vết chày này nọ là battle damage. Đây, ở đằng sau lưng đó là cái được cũng sơn màu bạc metallic luôn này. Những cái dây đeo, cái này cũng bị mất luôn nha, mình tự làm lại nha. Ok. Ok, bây giờ mình sẽ quay chi tiết về cơ thể em nói nhé. Đầu tiên là phần đầu trước nè. Phần đầu của em này, nhân vật được làm rất là giống nhau phim luôn. Con mắt á, cũng được sơn cũng rất là tốt nha, mặc dù đây là bootleg á. Nhưng mà có điều á, là bên đây nó hơi bị lệch một chút xíu, nên nhìn trong camera nó không có cân bằng. Phần mũi cũng rất là đẹp nha, rất là bằng phẳng luôn. Phần môi cũng được sơn một chút màu hồng. Còn cái phần tóc của em á, được làm bằng nhựa mềm, để có thể dễ dàng cử động như nè. Trên đầu em nó là mang một cái vương miện tiara được sơn màu vàng metallic ở đây nè, mà nó sơn hơi lem để mình zoom vào. Ok, bây giờ tới cái phần thân em nó nha. Đây, mình có thể thấy cái phần thân của em nó được đúc khắc á, rất là đẹp luôn. Chi chít những cái đường viền này nọ nè. Có những cái đường chạy, cái này được gọi là battle damage nha. Ok, tới cái phần tay này á là có hai cái lớp giáp được sơn màu bạc bình thường á, tại vì nó bị phai màu, mình nghĩ là vậy. Ở trên được sơn màu vàng metallic nè. Bên đây cũng vậy luôn nha. Ở dưới cũng được sơn màu vàng metallic luôn. Ok, tới phần vảy nha. Vảy nó cái đây có chữ W này là ký hiệu của Wonder Woman á. Đáng lẽ cái này có, lúc đầu á, là nó có màu vàng metallic á, nhưng mà nó bị phai màu. Cái này cũng là nhựa mềm nha. Đây, cái này cũng có cái vết chày nè, trận chiến á. Cái này cũng là vảy nha, mà nó dính trong cái phần chân. Ok, cái đồ nó nè, được sơn màu da người các bạn. Có hồng, ẩn hồng lên này nọ nè. Còn ở dưới là cái đôi giày đôi bốt á, với lại có cái lớp giáp chân như đây luôn. Cả một cái này là một cái đôi giày luôn. Cái giáp chân nó kết nối với cái đôi giày luôn. Đây, nó được khắc điêu khắc này nọ rất đẹp luôn nè, những cái đường viền đó, cái giày kết nối với nhau. Ok, tới cái phần giày của nó này nè. Wow, được sơn một vài metallic dưới đây luôn, đẹp quá. Đôi con gót chứ mình nhầm. Còn dưới đây á là trống rỗng luôn, không có gì hết, mà mình đã có ký tên ở đây để tránh nhầm lẫn, nó chữ lọc. Ok, tới cái phần sau lưng nhớ nha. Đây, phần sau lưng nó là có cũng có tóc nha, mà cái phần này dài hơn, được làm bằng nhựa dẻo, có thể dễ dàng cử động. Sau lưng nó đây được sơn một chút màu hồng, ẩn hồng là giống như là cơ thể con người thiệt vậy. Có cái đường quay chéo ở đây nè. Ok, cái này là kết nối cái phần giáp ở trên đây, cái này nó kết nối với cái đồ giữ này nè. Cái này á
cái đầu móc này á là cái nó móc cái sợi dây lasso chút nha. Đây để mình móc cho các bạn xem thử nha. À, mình tự làm nó hơi không có được đẹp lắm, xin lỗi nha. Còn bên đây á, đây còn bên đây á là cái đồ để đựng cái kiếm nha. Mà cái kiếm mình tự làm nó to quá nên không có đúc vừa. Đây mình đúc thử cho các bạn xem. Mình đúc được cái vừa cái phần đầu thôi. Đó. Đây. Sau vé nó nè, cũng cái này cũng được kết nối lên trên luôn nha. Đó, xin lỗi, trúng cái camera. Kết nối trên luôn. Nó cũng bị pha màu luôn. Ở phần dưới cũng vậy luôn nha. Phần dưới đây là cái con dấu gì á, con dấu được nhà sản xuất hay sao á mình không rõ nữa. Có DC, chữ DC đây nè. Đây, cái còn dưới là cái khớp của em đó nè. Còn cái phần sau lưng của cái đồ ủng, đồ watch gì này nọ. Rất là đẹp luôn. Mình không biết có nên dở không mà thôi kệ đi. Đây. Cái phần sau lưng, cái phần trong đây là cái khớp, cái cử động của nó. Đó. Mình thấy này bình thường mà, các bạn đừng có ném đá ha. Đây cũng vậy luôn. Đây cũng vậy luôn nha. Còn nó hơi bị chày này nọ, mất màu các bạn. Ok. Ok, bây giờ mình sẽ làm về cái biên độ cử động cho nó nha. Đầu tiên là mình sẽ làm về phần đầu trước nè. Phần đầu là có cái bao tròn ở cái đầu và cái bao tròn ở cái cổ đây. Cái phần đầu mình có thể xoay được tới đây nha. Đó. Xoay qua đây. Mình có thể ngước được tới đây. Ngước xuống được tới đây. Ok. Phần vai nó đây. Phần vai nó có thể dang được tới đây nha. Ủa, dang được cao tới đây luôn. Đó. Có thể dơ qua được đây nha. Ok. Phần dưới vai là có thể đốc được tới đây. Mà tới đây có thể xoay qua xoay lại nha, 360 độ luôn. Đó, cái này để này như là đang che lại. Để che lại có những cái tia đạn bắn nè. Những cái tia đạn bắn nè, lát hồi mình sẽ so cho các bạn xem. Mình post hình này nọ. Ok, bên đây cũng vậy luôn nha. Nè, dơ lên, dơ xuống, kéo lên, che mặt lại. Đó, xong rồi xoay qua xoay lại luôn. Ok, có phần tay nó đây. Tay nó là có cái khớp khớp bướm này nè. Mình có thể xoay tới đây nha. Ủa, mình có thể không? Đây, mình zoom lại. Đây, mình xoay tới đây, xong mình xoay xuống được tới đây. Mình có thể xoay 360 độ luôn nha. Đó. Mình có thể thay được em này luôn. Để mình tháo cho các bạn xem. Đó không? Nó có cái khớp đây nè. Mình sẽ gắn cái này vô nha. Cái nắm đấm vô nè. Đó. Ok. Bên đây cũng vậy luôn nha. Xoay qua xoay lại. Lên xuống. Xoay qua xoay lại. Ok. Tới cái phần ngực của nó nè. Phần ngực của nó có thể xoay được đây nha. Kéo vào tới tay luôn. Có thể ngước lên cao tới vậy. Xong rồi xuống được tới dây. Ok. Và có thể xoay được 300. Oh shit. Để mình gắn lại. Có thể xoay được 360 độ nha. Đó. Rất là ngầu luôn. Phần hông nó cũng có cái bao tròn luôn. Mà nó hơi cứng. Để mình xoay. Thôi nó xoay được nè. À. Ok. Tới cái phần chân anh nói nhé. Đây. Giờ mình sẽ rang thử nha. Với em này á, mình có thể rang rất là cao luôn. Vì đây là cái khớp nữ mà, khớp nữ nên nó rất là tốt hơn cái khớp nam rất là nhiều. Mấy khớp nam em này nè. Đó, đây mình có rang ở đây nha. Để mình zoom lại cái. Đó, rang tới đây. Ok. Mình có thể đá cao được đây nha. Đó, cao rất là cao luôn. Mình có thể đá xuống được đây luôn nha. Ôi, cao gì cao hơn. Ok. Bây giờ mình sẽ tới cái phần chân, phần khớp gối của em nó nha. Đây. Cái điều đặc biệt nhất ở trong cái dòng Play Sky này á là cái khớp gối của nó nè. Là khớp double joints. Mình có thể đóng lại được gần 2 lần luôn.
Đây, mình sẽ cho các bạn xem. Đầu tiên á, đầu tiên là mình sử dụng cái khớp gối này nè. Wait, sorry. Đầu tiên á là mình sẽ sử dụng cái khớp đây. Mình sẽ đóng lại. Ok, tới đây đúng không? Tới đây là các bạn nghĩ là nó dừng đúng không? Nhưng mà mình sẽ sử dụng tới cái khớp này nè, mình có thể đóng sâu vào luôn. Đó. Như là người thiệt luôn. Mình rất là thích cái khớp này ở Clay Sky nha. Đó. Nghe rất cứng luôn. Mình rất là thích ở ông này. Em cứng. Bên này cũng vậy nha. Đầu tiên á là mình sử dụng cái khớp này nè để mình đóng lại. Đó, đóng lại tới đây nha. Xong rồi mình sử dụng cái khớp này mình đóng lại sâu luôn. Đó. Ok. À quên nữa. Cái đồ em này nè, có thể xe qua select nha. Xe qua. Xe lại. Đó. Xe qua. Ok. Tới cái phần đôi giày em nói nha. Đây. Đôi giày em nó là cái khớp co lên co xuống này, mình có thể co được đây nha. Xuống được rất là nhiều luôn. Đó, mình có thể xe qua trái. Xe qua trái, xe qua phải. Ok. Ở dưới đây á, là mình cũng có cái khớp khớp ngón chân nha, mình có thể kéo được lên. Wow. Ok. Bên này cũng vậy luôn nha. Đây, để mình zoom vào cái. Đó, bên này cũng vậy luôn. Xe qua trái, xe qua phải. Có thể kéo ngón chân được tới đây luôn. Đó, ok. Ok, tổng quan á là em Wonder Woman này á rất là đáng mua trong cái tầm giá từ 700 đến 800 ngàn nha. Nhưng mà nếu các bạn mua hàng cũ á, là các bạn có thể mua có thể là cái giá từ 200 tới 300 ngàn. Ok. Bây giờ mình sẽ làm một cái post để tạo dáng em nói nhé.